người trực tiếp buộc xếp lửa, những người đẹp phải mặc những bộ đồ hơi hở tí xíu để mà biểu diễn cùng cuộc sống Việt. Hy vọng rằng sẽ nhận được sự thông cảm của Việt nhau Việt nha. Này, đó, để mà xếp lửa thì phải đưa cơ thể ra bên ngoài mới xếp được, chứ nếu mà mặc đồ nhiều quá xếp một cái thành bê đê luôn quý vị, nó cháy liền. Rồi, bây giờ lửa bên trong đang ngồi luôn quý vị. Hey! Trên đây của người đẹp Trương Hạ Vy, đó chính là những mộng lớn đẹp này của quý vị. Thưa quý vị, trên đây của Trương Hạ Vy đó là những mộng lớn đẹp này, và người đẹp Trương Hạ Vy sẽ làm gì đây quý vị? Đó là sẽ dùng những mộng lớn đẹp này nhiễu lên cơ thể của mình, quý vị thấy đó, đang nhiễu lên đùi của Hạ Vy. Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Một tràng vỗ tay cho cái đẹp Trương Hạ Vy ạ. Thưa quý vị, nếu quý vị sử dụng đèn này ở nhà, vô tình mình đụng chung sớm đèn này đang cháy á, rất là nóng. Còn cái đẹp Trương Hạ Vy đang nhiễu lên chân của mình luôn quý vị. Hey! Bên chiều buổi nay thì Trương Hạ Vy đã tập hòa liền rất là nhiều, và cũng mong là đồng khách giả chúng ta không nên tập ở nhà, và nếu chúng ta chưa có qua huấn luyện à, và đây là những ngọn lửa rất là nóng, và những cặp đèn cày đã được kêu sát từ da. Khuyến cáo việc phụ huynh và các em nhỏ từng luyện tập tại nhà. Em là minh chứng của việc em đã từng tập luyện tiết mục này trong thời gian đó em đang sức thuốc rượu lên tay, em đốt một cái đất vượt em luôn quý vị nha. Em ơi là mùi da cây đèn tui tô đã đi vô bệnh viện cấp 3 mình vì biết đèn cày ạ. Đã trái ta bộ cốc giả. Và bây giờ quý khán giả đang xem qua với chương trình tấm đèn cày người đẹp Trương Hạ Vy. Lên múa hay nhờ tiếng pháo, người tiếp hay nhờ tiếng vỗ tay. Một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Ở người đẹp Hạ Vy sẽ lên thanh cảm ơn ạ. Cho quý vị nhìn thật rõ luôn quý vị. Nếu quý vị có đi Thái Lan, quý vị xem những chương trình của những người chuyển giới tại Thái Lan sẽ thấy những tiết mục này sẽ phục vụ tình như là tại sân khấu với gánh hát lô tô Hương Nam đúng không quý vị? Vâng, với làn da ta trắng đỏ tàn như thế này và những giọt đèn cày và rất nóng bỏng là trời chế lên người của cô ta. Và ở nhà sư cô của ta em dồn, nhưng còn ở Trương Hạ Vy tắm trắng bằng đèn cày nha bà con. Đó, đang hiểu sát lên tay của mình luôn thưa quý vị. Rồi, bây giờ sẽ mời chị Vy tiến thật gần xuống bên dưới để cho quý vị sẽ nhìn chỉ là tay thật là rõ thưa quý vị. Tay chị đi làm đợt chị kia thử cho chị kìa, thử anh ạ, cho chị ba thử đi cho chị ba lì xì. Đốt một cái phải đi bệnh viện phải lấy gì lì xì. Rồi đó, đang nhiễu lên cho quý vị nha quý vị ơi. Quý vị có thể xem trực tiếp, không cần phải đi Thái Lan thưa quý vị. Vô chàng vỗ tay ạ, rất là nóng ạ. Khó hơn và chị nguy hiểm hơn nữa. Chị gì xì kìa. Khó hơn và nguy hiểm hơn nữa nha quý vị nha. Ở dòng loại sau. Và ngay bây giờ dòng loại này chúng em mở thưởng để cho quý vị là ai có vé mình dò số nha. Ai chưa có vé cứ mạnh dạn cho tay lên. Và một lần nữa tụi em nói là do là biểu diễn đặc thù của một môn xiết lửa, đó là phải mặc những bộ đồ đưa chân ra như vậy đó quý vị, để có thể nhiễu đèn cày lên chân. Chứ nếu mà mặc những bộ đồ ví dụ như em nè hay là chị Phụng thì nhiễu không có được quý vị, nhiễu lên đồ nó cháy đồ quý vị nha, chứ nó không có gì là đặc sắc hết đó. Nên cũng rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị. Rồi, và kính thưa quý vị ơi, với mọi loại vé dòng loại này là 20.000 đồng. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu dò số. Tiếp tục với những ngọn nến đèn cày trên tay của người đẹp Trương Hạ Vy sẽ mang tới cho quý vị điều gì thưa quý vị? Bây giờ người đẹp Trương Hạ Vy tiếp tục nhiễu lên đùi của mình thưa quý vị. Một lần nữa khuyến cáo quý vị phụ huynh và các em nhỏ không được tập tại nhà. Vâng, tay Vậy mà bên em mà đuôi kỳ lắm. Ủa em, tại sao thắt vậy? Đến xu xí. Thôi chị thổi được rồi chị nha. À xu ơi kìa. Đây là chị gái. Dạ rồi, cảm ơn tấm lòng của quý vị đã dành cho cái đẹp Trương Hạ Vy. Cứ thưa quý vị, những tiết mục mà Gánh Hát Lô Tô Hương Nam dành tặng cho quý vị thì là hy vọng mang tới cho quý vị một cái chương trình đặc biệt, đặc sắc hơn đó của chương trình Lô Tô Show. Thôi Việt ha, tại Gánh Hát Lô Tô Hương Nam luôn muốn làm mới mình, luôn muốn mang tới những điều thú vị. Và cứ thưa quý vị, những ngày tiếp theo thì Gánh Hát Lô Tô Hương Nam sẽ luôn phiên thay đổi cũng như là mang tới nhiều nhân sự mới mẻ phục vụ tất cả quý vị.